Ui, ui, ui. Mà tôi làm biết, nói chung là tôi không có ý định tẩy trang đâu. Tại vì tẩy trang nó đang quay hình, tẩy trang lên cái mặt xấu lắm. Thế thì thôi, bây giờ mình chụp một tấm hình để lưu lại kỷ niệm là mình có skin care nhá. Tuy nhiên mà cái tàu nó rung bà ơi. Ui, mặt mộc xinh quá bà ơi. Ui, 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 má.